Kính thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tăng cao. Điều này khiến cho giấc mơ an cư của nhiều gia đình có thu nhập trung bình ngày càng trở nên khó thực hiện. Vậy giá nhà tại đô thị này đã tăng như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính của Tiêu điểm thị trường ngày hôm nay. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh tăng đồng loạt ở tất cả các mặt hàng. Với kỳ điều chỉnh này, một lít xăng đã tiến gần đến giá 27.000 đồng, mức giá cao nhất trong 8 năm trở lại kể từ tháng 7 năm 2014. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng một lít, xăng RON 95 cũng tăng tương tự 550 đồng một lít. Các loại dầu lần lượt tăng giá, trong đó giá dầu diesel tăng 510 đồng một lít, dầu hỏa tăng 470 đồng một lít, còn dầu mazut tăng 530 đồng một kg. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 26.070 đồng một lít, RON 95 là 26.830 đồng một lít, dầu diesel là 21.310 đồng một lít, dầu hỏa 19.970 đồng một lít, dầu mazut 18.460 đồng một kg. Như vậy, thị trường xăng dầu trải qua lần thứ 6 tăng liên tiếp và ở mức cao kỷ lục. Hiện Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Đây là biện pháp được kỳ vọng sẽ kiềm chế được giá xăng dầu trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau Tết, các mặt hàng rau củ tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng giá mạnh, nhất là khi xăng liên tục tăng giá trong thời gian gần đây và càng khiến cho người dân lo lắng về giá thành của hàng hóa và thực phẩm. Tuy nhiên, hiện tại chợ đầu mối giá rau vẫn giữ ở mức ổn định, ghi nhận của phóng viên Tiêu điểm thị trường tại một chợ đầu mối. Sau Tết, giá một số mặt hàng rau xanh tăng từ 10 đến 25%, tăng cao nhất là đối với các loại rau ăn lá như rau muống, rau cần, rau dền. Tuy nhiên, từ sau rằm tháng Giêng, rau củ đưa về Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhiều và giá cả đã có phần hạ nhiệt. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng đưa về mỗi đêm đều tăng. Giá cả một số mặt hàng ổn định như bắp cải 10.000 đồng trên 1 kg, cải thảo Đà Lạt 11.000 đồng trên 1 kg, dưa leo 8.000 đồng 1 kg, khoai tây Đà Lạt 23.000 đồng trên 1 kg. Trong đó có một số loại giảm giá mạnh như khổ qua, ớt, hành lá. Đây là giá cả ghi nhận tại chợ đầu mối, còn tại chợ truyền thống, giá sẽ cao hơn nhưng vẫn ở mức thấp so với thời gian sau Tết. Hiện nay, lượng hàng rau củ đã dần ổn định, sức mua cũng tăng dần. Trong thời gian tới, thị trường rau củ quả sẽ còn dồi dào hơn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thưa quý vị, 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục, ước đạt 8 tỷ đô la Mỹ và tăng 20,9% so với cùng kỳ của năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 14,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ của năm trước. Tính riêng trong tháng 2, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, ngay từ đầu năm 2022, giá nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có đợt dậy sóng từ vụ đấu giá đất Thủ Thiêm. Khi màn đấu giá thành công với giá cao ngất ngưỡng 1 tỷ đồng cho mỗi mét vuông đất, thì ngay lập tức một mặt bằng giá mới đã được thiết lập ở thị trường nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh. Và tính cho đến thời điểm hiện tại, dù thương vụ trên đã bất thành, song giá đã lên thì khó mà giảm. Trên thực tế thì từ năm 2015 cho đến nay, giá nhà đất tại đô thị này đã tăng một cách chóng mặt. Điều này khiến cho giấc mơ có nhà của nhiều người thu nhập trung bình càng khó trở nên thực hiện. Tổng hợp từ các nguồn số liệu thì trong giai đoạn 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020, giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp đôi. Cụ thể như vào năm 2015, giá căn hộ ở phân khúc cao cấp tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá khoảng 45 triệu đồng một mét vuông. Thì vào năm 2020, mức giá của phân khúc này đã tăng lên từ 70 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Phân khúc căn hộ trung cấp có mức giá từ 21 đến 25 triệu đồng một mét vuông vào năm 2015. Thì đến năm 2020, giá của phân khúc này đã tăng lên 36 đến 43 triệu đồng một mét vuông. Và phân khúc căn hộ bình dân tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015 có mức giá từ 16 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Thì đến năm 2020, phân khúc căn hộ này với mức giá này dường như đã biến mất khỏi thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2021 vừa qua, một năm mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng mà giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cao.
Theo thống kê của CBRE thì giá căn hộ chào bán trên thị trường sơ cấp ở thành phố Hồ Chí Minh đã vọt tăng lên mức là 2.260 đô la Mỹ một mét vuông, tăng 16,5% so với năm 2020. Giá nhà tăng phi mã đã khiến cho những người có thu nhập trung bình và có nhu cầu ở thật ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một nơi an cư. Thì như trước đây thì đối với tôi thì tầm khoảng 1 tỷ rưỡi tới 1 tỷ 6 là mình có thể sở hữu được một căn hộ. Thì hiện tại bây giờ thì tôi cảm thấy là khó hơn trước đây rất là nhiều. Với tốc độ tăng trưởng của bất động sản hiện nay thì nó cũng hơi khó cho chúng tôi. Rất là khó khăn trong việc tiếp thị. Giá cao ngất ngưỡng trong khi tình hình kinh tế thì lại khó khăn. Nhưng mà thị trường nó vẫn rất là sôi động. Có những cái phân khúc khách họ rất là nhiều tiền và họ muốn sở hữu, họ muốn bảo tồn cái tiền của họ vào trong bất động sản, cho nên là săn mua rất là nhiều. Trong năm 2022 thì các chuyên gia dự báo là giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng. Trong đó thì xu hướng tăng phổ biến sẽ ở mức 3 đến 7%. Phân khúc căn hộ cao cấp hạng sang sẽ có mức giá tăng trưởng từ 5 đến 7%, còn phân khúc trung cấp sẽ có mức giá tăng trưởng từ 3 đến 5%. Phân khúc căn hộ bình dân sẽ tiếp tục trở thành của hiếm trên thị trường. Thưa quý vị, từ năm 2020, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và những trở ngại về mặt thủ tục pháp lý. Bước sang năm 2022, thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở, nhất là ở phân khúc trung cấp bình dân, khi không có nhiều dự án mới được chào bán. Thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu nhà ở của người dân vẫn cao đã gián tiếp đẩy giá bất động sản tại thị trường này ngày một tăng. Theo dự kiến, khu đất rộng 5 hectare này phải đang là một công trường xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, giờ đây, nó vẫn là khu đất cỏ mọc xanh um bởi doanh nghiệp chưa thể xin được giấy phép xây dựng. Chủ doanh nghiệp này cho biết, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư của dự án vẫn chưa được duyệt. Và đây chỉ mới là bước đầu tiên trong quá trình đi xin giấy phép xây dựng của dự án. Hiện nay, tất cả các dự án nhà ở xã hội đều không phù hợp quy hoạch vì lý do ngày xưa chúng ta phủ quy hoạch cách đây hơn 10 năm và nó đã bị lỗi thời. Và trong cái đoạn quy hoạch chúng ta đâu có chỗ nào mà chỉ định là xây dự án nhà ở xã hội. Chính vì vậy mà dự án nhà ở xã hội hiện nay tất cả xin đều không phù hợp quy hoạch, phải được chỉnh quy hoạch cục bộ. Và mỗi cái câu chuyện đều chỉnh quy hoạch cục bộ không nó kéo dài hàng 1 hay 2 năm. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Doanh nghiệp chuyên làm nhà ở xã hội này cũng cho biết với giá đất ngày càng cao, giá vật liệu xây dựng tăng. Hiện tại, xây một căn hộ có mức giá 30 triệu đồng trên mét vuông cũng là bài toán khó. Do tác động kép từ vấn đề cấp giấy phép và dịch bệnh, nguồn cung bất động sản năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sụt giảm và rơi xuống đáy kể từ năm 2015 với chỉ hơn 14.300 căn hộ từ 19 dự án, giảm 22% so với năm 2020. Điều này khiến các doanh nghiệp phân phối bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh giờ cũng phải chuyển sang bán các sản phẩm ở các địa phương vùng ven thành phố. Những cái căn hộ ở những cái vùng ven như thế thì giá nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm từ 20-30% so với các ở cái khu vực ở trung tâm thành phố. Gần như hiện tại thì đối với những các cái dự án mà căn hộ mà ở mức giá mà 25-30 triệu thành phố Hồ Chí Minh gần như là không còn trong những năm gần đây. Gần như là tất cả các bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đều là những cái nguồn cung của bất động sản cao cấp. Những cái khách hàng mà có thu nhập trung bình thì họ tìm chỗ ở thì họ phải ra vùng rất là xa hoặc là họ đi đến những cái vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, như là Đồng Nai và sắp tới chúng ta có thể thấy đó là sẽ là Long An. Cái nguồn cung khan hiếm trên thị trường trong khi là cái nguồn cầu trên thị trường nó vẫn có, nó khiến cho là cái mặt bằng giá bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh nó liên tục tăng lên qua các năm. Càng đi ra xa thì cái quỹ đất nó rộng hơn, cái chi phí cho các cái quỹ đất ấy, nó cũng hợp lý hơn. Vào thời điểm thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sôi động, trung bình mỗi năm có khoảng 35 đến 40.000 nguồn cung mới. Tuy nhiên, 2 năm qua, nguồn cung đã sụt giảm mạnh, chỉ còn trung bình hơn 15.000 căn mỗi năm. Trong năm 2022, dự báo nguồn cung căn hộ trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh có phần cải thiện hơn so với năm 2021, nhưng vẫn ở mức thấp khoảng 22.000 căn. Điều này khiến giá nhà tại thành phố năm nay vẫn tiếp tục đà tăng. Thưa quý vị và các bạn, thịt mát rất phổ biến tại các quốc gia phát triển châu Âu và Mỹ từ vài thập niên trước. Tuy nhiên, sản phẩm này mới chỉ phổ biến ở Việt Nam thời gian gần đây.
đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về truy xuất nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây hứa hẹn là xu hướng tiêu dùng mới của các chị em nội trợ. Theo tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát, thịt heo ngay sau khi giết mổ trong 24 giờ phải được làm mát sâu để đảm bảo tâm thịt ở phần dày nhất từ 0 đến 4 độ C. Đây là nhiệt độ vàng giúp kiềm hãm sự phát triển của vi sinh vật. Việc làm mát và đóng gói bằng công nghệ oxy fresh chín có thể bảo quản thịt đến 9 ngày. Toàn bộ cái quá trình từ đóng gói, sản xuất cho tới vận chuyển đi các cửa hàng thì nó được làm trong một cái ở điều kiện là từ 0 đến 4 độ C. Thì cái nhiệt độ này sẽ đảm bảo cho các vi sinh vật sẽ không phát triển và sẽ giữ được cái độ ngon của thịt tới tay của người tiêu dùng. Thưa quý vị, thịt mát luôn được đảm bảo ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C là yếu tố quan trọng giúp mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thịt thơm ngon, chất lượng và an toàn. Những sản phẩm này đang được bày bán trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi với mức giá đắt hơn thịt tươi từ 15 đến 30%. Dù vậy, giá trị đi kèm cùng với những tiêu chuẩn của nó đang giúp cho thịt mát sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng trong tương lai. Thịt mát sẽ luôn ở trạng thái mềm dẻo, bề mặt ẩm và đàn hồi tốt. Đây là điểm cộng lớn vì thịt có thể chế biến ngay, không tốn thời gian cho việc rã đông. Với nhiều giá trị và tiện lợi nên sản phẩm này ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Thơm ngon nè. Với lại thịt đó thì đảm bảo an toàn về chất lượng và về nguồn gốc nữa. Nên mình thấy gia đình của mình thì lại hay tin dùng sản phẩm của Middle Lee hơn. Thịt này được bảo quản tốt nè, rồi khâu vận chuyển này nọ với lại nhìn nó cũng sạch sẽ hơn là thịt ngoài chợ. Sự ra đời cùng với các tiêu chuẩn của thịt mát đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, góp phần thúc đẩy thị trường thịt trong nước cũng như mang đến một sự lựa chọn an toàn văn minh hơn cho người dùng. Hy vọng rằng với những thông tin mà chuyên mục Mua gì ở đâu vừa chia sẻ, quý vị sẽ có thêm gợi ý để lựa chọn các loại thực phẩm giúp bữa ăn hàng ngày của gia đình chúng ta chất lượng hơn. Bản tin Tiêu điểm thị trường ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ 15 phút ngày mai trên kênh VTC1.